Kính Diệm Châu, con lạy là phẩm thứ 10, tên là phẩm Pháp Sư. Chữ Pháp Sư đây có nghĩa là một vị thầy nói Pháp, mà nói Pháp này là Pháp Hoa đó, nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chứ không phải Pháp Sư mà ở ngoài thế gian thường. Như vậy thì muốn cho tất cả chúng ta ai ai cũng đều tôn trọng cái Kinh Pháp Hoa, vì Kinh Pháp Hoa là cái tri kiến Phật của mọi người sẵn có. Mà nếu quên bỏ cái tri kiến Phật của mình đi thì kiếp kiếp đời đời không bao giờ thành Phật được. Nếu nhớ lại cái tri kiến Phật của mình, lấy nó làm nhân tu hành, thì có thể thành hay là sẽ thành Phật, không nghi, mà thời gian thì không nhất định. Bởi cái tri kiến Phật nó hệ trọng như vậy, cho nên cái người gieo rắc cái tri kiến Phật đó cho mình tin á, thì cái người đó cái công đức cũng vô lượng vô biên, không sao tính kể được. Vì vậy mà cái phẩm Pháp Sư này trước là tán thán kinh, và kế đó là tán thán những cái người truyền bá kinh. Đó. Bây giờ vào chánh văn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nên nói với Dược Vương Bồ Tát để bảo tám muôn đại sĩ rằng, chữ đại sĩ này tức là Bồ Tát đó, Dược Vương căn đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên long vương dạ xoa càng thấp bà a tu la ca lâu la khẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân và tỳ kheo ni lưu bà tát ưu bà di hạng cầu thanh văn hạng cầu bích di phật hạng cầu phật đạo các loại như thế đều ở trước phật nghe kinh diệu pháp liên hoa một bài kệ một câu nhẫn đến một niệm tùy hỷ đó ta đều thọ ký cho sẽ được vô thượng chánh đẳng tinh giác. À, như vậy thì tới đoạn này Đức Phật không còn thọ ký riêng nữa mà thọ ký chung hết tất cả từ hạng trời long vương dạ xoa cho tới tỳ kheo tỳ kheo ni nếu hoặc cư sĩ nam cư sĩ nữ. Ai nghe kinh này hoặc một bài kệ hoặc là một câu hoặc là một niệm khởi tâm tùy hỷ thì Phật đều thọ ký người đó sẽ thành Phật chứ không nghi ngờ. Như vậy thì tới đây dễ quá chừng là dễ, phải không? Nghĩa là ai có cái tâm hướng về cái tri kiến Phật thì người đó sẽ thành Phật không nghi. Đó là tôi nói cái lý thì quý vị thấy. Vì Kinh Pháp Hoa là nói cái tri kiến Phật. Và nếu mình đã hướng về cái tri kiến Phật đó, dù ít, dù nhiều, cũng đều sẽ thành Phật. Giống cũng như chúng ta có được cái hạt giống lúa, thì chúng ta đang đi gieo, đi ươm, thì sớm muộn nó cũng sẽ lên cây lúa. Vì đó là mình đã nắm hột giống trong tay rồi. Thì như vậy, ai mà nghe kinh này, một bài kệ, một câu, phát cái niệm tùy hỷ, thì đều sẽ được Phật thọ ký. Mà những vị này là những vị hồi Phật còn tại thế, phải không? Là hồi Phật còn tại thế, thì Ngài thọ ký cho người đó sẽ thành Phật. Còn bây giờ nói tới sao? Phật bảo Dược Vương lại, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng tinh giác cho. À, hồi nãy thì mình chưa có phần, nhưng bây giờ mình được thọ ký rồi đó, quý vị mừng chưa? Nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ rồi, mà có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, nhẫn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ thì Phật cũng đều thọ ký thành Phật không nghi. Đó, sẽ thành Phật không nghi. Thì như vậy là chúng ta thuộc cái loại sau này. Đó, sau này nghe kinh mà mình sanh tùy hỷ
cũng được thọ ký. Thì như cái lý tôi nói ở trên, bởi vì kinh Pháp Hoa là tri kiến Phật, mà nếu mà nghe cái tri kiến Phật mà mình biết mình, tin mình có tri kiến Phật thì lấy đó làm nhân tu thì sẽ thành Phật, cho nên đều được thọ ký. Đây, rồi tới nói về cái viên chép tụng kinh. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, giải nói viên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một bài kệ, đối kinh điển này cung kính xem như Phật, các thứ cúng dường, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoan, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, nhẫn đến chắp tay cung kính, dược hương, nên biết các người trên đó đã tình cúng dường mười muôn ước Phật, ở chỗ các Đức Phật thành tựu chí nguyện lớn vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian. À, thì bây giờ đây, Phật nói ai mà nghe kinh Pháp Hoa, thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, cúng dường, cung kính cúng dường, thì những người đó đó, Phật nói rằng những người đó đã ở trước cúng dường mười muôn ức Đức Phật rồi, nên cũng đã thành tựu được cái công đức Phật, hay là cái thành tựu được chí nguyện lớn thương xót chúng sanh mà vào cái cõi này, chứ không phải là cái người đó mới tu đâu nghe. À, thì như vậy thì những người đã có cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đối kinh Pháp Hoa mình mới thọ trì, mới đọc tụng, mới giải nói, mới viên chép. Thì ở đây đứng về mặt thọ trì, đọc tụng, giải nói, viên chép là đứng về mặt cái hình tướng, hình thức nói, chứ thực ra thì đối với kinh Pháp Hoa do mình có được lòng tin, tức là tri kiến Phật, mình tin chắc mình có tri kiến Phật, rồi mình diễn nói, mình thọ trì mãi mãi thì nhất định mình thành Phật. Mà người tin được cái điều đó là cái người đã có gần gũi chư Phật rồi đó, mà không phải gần gũi một đời mà đã nhiều kiếp như vậy. Dược hương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ được lòng Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai sẽ được làm Phật. À, bây giờ giả sử có ai hỏi những chúng sanh nào sẽ thành Phật, thì giờ tôi sẽ chỉ, đối với gì tôi chỉ ai? Chỉ mấy người đưa ngồi đây đó, sau sẽ thành Phật hết à, phải không? Chỉ có trước sau thôi, ai trọc đầu rồi thành Phật trước, ai có tóc rồi thành Phật sau, phải không? Ai cũng sẽ thành Phật hết à, bởi vì ai cũng nghe đâu những bài kệ một câu mà nghe cả bảy quyển lần, phải không? Thì như vậy thì nhiều quá rồi, vừa nghe mà vừa tin nữa thì còn gì nữa nghi ngờ, không tin là những cái đó thành Phật, vì những người đó đều tin rằng mình có tri kiến Phật, cho nên Phật nhân có thì Phật quả nhất định sẽ thành. Như vậy mà nói thọ ký hết, những người đó sẽ thành Phật. Vì sao? Nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa nhẫn đến một câu thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, các thứ cúng dường, kinh nguyện, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, chắp tay cung kính, người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng, sùng phụng, nên đem đồ cúng dường Như Lai. Mà cúng dường đó phải biết người đó là Bồ Tát lớn, thành xong đạo vô thượng với đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa, huống lại là người trọn hay thọ trì và các thứ cúng dường. À, ở đây Phật muốn nói rằng nếu mà có những vị nào ở đời sau này mà mình biết tin được kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng, rồi vì người mà giải nói hoặc là biên chép, thì người đó nên cúng dường. Tại sao nên cúng dường? Vì là cái người đó
là Bồ Tát đã làm xong đạo vô thượng của họ rồi. Bây giờ họ vì cái nguyện độ sanh mà đến đây. À, thì ở đây Đức Phật tán dương các cái vị mà thọ trì giải nói kinh Pháp Hoa. Như vậy thì quý vị thấy Phật thọ ký như vậy, Phật nói vậy, mình nghe mình thấy có phần nào thích không? Có nhớ rằng mình hồi nào đó đã tu chỗ nào đó rồi, bây giờ đây nguyện tới đây để mà độ chúng sinh, có nhớ vậy không? Hay là mình nhớ mình mới tu rằng ràng ở đây rồi mình còn đương lo diệt trừ phiền não, mà nó còn đương trong cái dòng bán thắng bán bại thì cho nên mình đâu có dám tin là mình đã tu nhiều đời, phải không? Nhưng mà thật ra ở đây là Đức Phật Ngài nói là cái lý rằng ai đã tin được Kinh Pháp Hoa, mà Kinh Pháp Hoa tức là cái Phật nhân, như vậy thì mình đã nhận được cái Phật nhân, gọi đó là đã thành Phật, đã nhận Phật nhân rồi, cho nên mình đã tu cái hạnh Bồ Tát. Nhận Phật nhân tức là tu cái hạnh Bồ Tát, mà tu hạnh Bồ Tát thì vì chúng sinh mà giáo hóa họ để trọn hạnh Bồ Tát của mình, cho nên nói rằng đã được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, phương pháp chúng sanh đến đây, chứ sự thực mình chưa có được. Đó. Như vậy thì quý vị mới nghe đoạn này á, thì thấy những cái vị pháp sư mà giảng kinh Pháp Hoa coi như là đã thành Phật rồi đấy, phải không? À, rồi mới đến đây nghe thấy bộ dễ quá, nên đây mình cũng muốn giảng kinh Pháp Hoa cho nhiều, cho được nhiều người nghĩ là mình Bồ Tát chứ thiệt. Nhưng mà tới sau Phật đưa điều kiện chừng đó mới giật mình. Dược hương nên biết người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh, sau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh nơi đời ác rộng nói kinh này. Nếu người thiện nam, người thiện nữ đó sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa, nhẫn đến một câu, phải biết người là sứ của Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, vốn là ở trong đại chúng rộng vì người nói. À, người nam hay người nữ nào thọ trì kinh Pháp Hoa rồi đem tới nói dạy cho người đó, là Phật nói người đó là sứ của Như Lai, tức là Như Lai sứ, rồi làm việc của Như Lai, tức là hầm Như Lai sự. À, thì như vậy đó là cái người mà vì thương chúng sinh mà đến đây đó. Dược vương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở một kiếp thiện, ở trong một kiếp thiện ở trước Phật, thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia, đọc tụng kinh Pháp Hoa, tội đây rất nặng. Cái câu này, quý vị thấy Đức Phật nghĩa là đặt Ngài cái giá trị hết sức là nhẹ, phải không? Ở trước Phật một kiếp mà chê bai mắng Ngài, tội còn nhẹ hơn là ở trước người trì tụng kinh Pháp Hoa mà chê bai, chê mắng, tội nó còn nặng hơn. Thì như vậy, mắng Phật tội nhẹ hơn mắng người mới tụng kinh. Thì sao kỳ vậy? Đây là hai cái lý, hai ý. Một là sự, hai là lý. Đứng về sự mà nói thì Đức Phật Ngài đã thành Phật rồi. Như nhiều bài kinh chúng ta đã học đó, người ta đi sau lưng Ngài, ta chửi Ngài, mà Ngài vẫn thản nhiên bất động. Tới khi người ta hỏi Ngài có nhận, có thua chưa này kia, thì Ngài nói rằng ta không có nhận. Ngươi chửi ta không nhận, thì cái chửi đó đâu có dính gì với ta, phải không? Thì như vậy thì dù cho kẻ ác tâm nào đối với Phật mà họ chửi mắng bao nhiêu, Phật cũng không dính, không sân. Mà đã không dính không sân thì có hại gì trên đường tu của Phật đâu, phải không? Bởi vậy cho nên tội còn nhẹ,
À, còn cái người mới phát tâm trì tụng kinh Pháp Hoa thì họ là mới tu, hoặc là tại gia, hoặc là xuất gia. Mới tu cho nên tâm họ chưa vững. Chưa vững là mình chê mắng cái họ bị sao động, họ thối Bồ Đề tâm. Như vậy thì làm chướng ngại cho sự tu của họ. Mà chướng ngại sự tu của người ta thì đó là tội, phải không? Tội nặng. Còn cái kia dù chửi Phật một kiếp mà không chướng Phật chút nào hết, phải không? Không chướng Phật cho nên Phật nói tội nhẹ. Ở đây là đứng về mặt có chướng ngại, có làm cho ta lui sụp hay không, thì đối với Phật dù chê bai Phật bao nhiêu cũng không làm cho Phật lui sụp. Còn đối với người mới phát tâm, mới có hành đạo mà bị chê bai, bị phỉ báng thì họ hối tâm. Như vậy đó là cái chướng trở ngại cho sự tu, cho nên đó Phật nói là tội nặng. Đó là đứng về sự, đứng về lý mà nói thì Phật hay là cái người trì kinh đều là cái người đã thấy được cái tri kiến của mình rồi. Mà Phật thì đối với cái tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh sáng suốt đó thì có cái gì làm chướng ngại được. Còn cái người mới phát tâm thanh tịnh chưa sáng suốt thì có thể bị ngăn trở, bị chướng ngại. Cho nên ở đây nó tội nặng hơn. Dược vương có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng sức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình. Thời được Như Lai dùng vai mang vác, người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Hoa hương chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lộng nhiễu tràn phan, y phục đồ ngon, trọi các thứ kỹ nhạc, đồ cúng bậc thượng của người, của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó. Nên cầm báo trời mà rải cúng đó, nên đem báo, đóng báo trên trời dinh cho đó. Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp liền được rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác về. Thì cái đoạn này Đức Phật Ngài còn hạ thấp Ngài xuống một bậc nữa. Ngài nói rằng người nào mà biết tụng trì kinh Pháp Hoa đó thì người đó là đang dùng cái đồ trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm cho mình. Người đó Đức Phật sẽ dùng vai mà cõng, mà vác, mà mang, mà vác họ. Thì quý vị thấy Phật hạ mình thấp tới mức, phải không? Phật đã thành Phật, còn mình mới thọ trì đọc tụng thôi, mình còn phàm phu, mình đệ tử trăm ngàn kiếp của Ngài. Vậy mà sao Phật dám cõng, mang mình, vác mình, như vậy không tội sao? Thì cái điều này tôi nói cái thí dụ thế gian cho quý vị nghe. Thí dụ như người nào ở thế gian mà sinh ra được một đứa con chừng đôi ba tuổi, mà đứa con đó dáng dấp cũng vừa ý họ, nói năng cũng vừa ý họ, cái gì cũng vừa ý hết trơn á, họ thương đáo để là thương, thì họ có hay cõng hay vác lưng trên cổ họ không? Tại sao họ cõng họ vác? Vì họ thương, nó vừa ý mình quá mà, dễ thương quá mà, phải không? Đó là tôi nói về sự. Thì Phật cũng vậy, cái bản hoài của Phật á, ra đời là để dạy cho mọi người tu hành được thành Phật. Mà bây giờ có người phát tâm nguyện tu hành thành Phật, Phật cũng thương cho được, phải không? Cho nên vì thương đó mà diễn tả cõng vác trên vai. Đó là tôi nói về sự. Còn về lý á, thì cái tri kiến Phật của mình hay là cái tri kiến Phật của Phật không hai không khác, phải không? Như vậy thì Phật có bao giờ rời tri kiến của Ngài không? Đã không thì tất nhiên Ngài mang thì vác mãi chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên cái tri kiến Phật mình và tri kiến Phật là không hai không khác. Bởi không khác cho nên mình biết trở về đó
thì Phật cũng hằng mang vác cái đó, chứ không có sao. Như vậy thì cái ý nghĩa cái đoạn này nó rõ rồi. Cái phần trùng tụng tôi miễn kể. Lúc bấy giờ Phật lại bảo Ngài Diệu Vương Đại Bồ Tát, kinh điển người ta nói nhiều vô lượng, nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong kinh đó, ở trong đó kinh Pháp Hoa rất là khó tin, khó hiểu. Ở đây thì Phật muốn nói rằng, trong các kinh Phật nói, kinh Pháp Hoa là số 1. Vì sao? Vì nó cao, nó khó tin, khó hiểu. Bởi vì chỉ cái tuyên cứu Phật của mình, cái mà mình không bao giờ biết, cho nên nó khó, khó tin, khó hiểu. Dược vương, kinh này là tạng bí hiếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa bỏng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay, chưa từng bài nói. Mà chính kinh này, khi Như Lai đương hiện tại, còn nhiều kẻ quán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ. Đó, đây là Phật an ủi mình đó, phải không? Nghĩa là khi nói kinh Pháp Hoa hồi Phật còn tại thế nói như vậy đó, mà người ta còn không tin, còn không hiểu, rồi họ còn quán ghét, huống là sau khi Phật diệt độ rồi mà nói kinh này thì có người ta chê bai quán ghét, chuyện đó thường, không gì lạ hết. Dược vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể viên giác thọ trì, độc tụng, cúng dường, vì người khác nói, thầy được Như Lai lấy y trùng đó, lại được các đức Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm cho. Người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay xoa đầu. Nghĩa là bởi vì dễ thương quá mà không sao đầu sao được, phải không? Bởi vì mình đúng như cái sở nguyện của mình. Mà bây giờ những người này, những đứa con, đứa cháu này, nó làm theo cái bản hoài, nó thực hiện theo cái sở nguyện của mình, cho nên bảo bọc tối đa, che chở tối đa và an ủi, xoa đầu xoa cổ, phải không? Dược vương, nơi nơi chỗ chỗ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này, đều nên dựng tháp bằng vải thứ báo, cho tột cao đẹp, cao rộng đẹp, chẳng cần để xá lợi, mà để kinh này là đủ rồi. Bởi vì kinh này, vì sao mà có giá trị như vậy, thì đoạn sau mình giải thích. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Như Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa hương, chữ ngọc, lụa, lọng lụa, tràng phan, kỹ nhạc, ca tụng để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lại cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng, chính đẳng, chính giáo. Thì ở đây Phật nói sở dĩ xây tháp cúng dường cái quyển kinh Pháp Hoa, vì quyển kinh này là toàn thân của chư Phật. Bởi vì kinh này là nói lên cái tri kiến Phật, tu hạnh Bồ Tát của thành Phật, cho nên gọi đó là toàn thân của Phật. Còn mình để xá lợi của Phật thì chỉ một phần của Phật thôi, còn kinh này tức là toàn thân của Phật. Dược vương, có rất nhiều người tại gia cùng xuất gia làm đạo Bồ Tát, nếu chẳng Phật có thể thấy nghe đọc tụng viên chép thọ trì cúng dường kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Nếu có người được nghe kinh điển này mới là hay khéo tu buộc đạo Bồ Tát. Có chúng sanh nào cầu đạo Phật, cầu Phật đạo, hoặc thấy hoặc nghe kinh Pháp Hoa này, nghe xong kinh hiểu thọ trì, nên biết người đó được gần đạo vô thượng với đẳng chính giác. Ở đây thì Đức Phật Ngài mới tán thán, Ngài mới ca ngợi những người nào mà có cái tâm biết thọ trì, nghe rồi đọc tụng thọ trì, viên chép cúng dường, thì người đó là cái người khéo tu cái hạnh Bồ Tát. Còn nếu người nào mà không gặp, không được nghe đó,
là không có được cái duyên tốt, duyên lành. Bởi vì những người nào mà nghe hiểu được kinh Pháp Hoa này thì người đó gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là gần Phật. Đây Phật nói thêm cái ví dụ nữa: Dược Vương, thí như có người khác tìm nước ở nơi gò cao kia phai đào tìm đó, vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa, ra công đào không thôi, lần thấy đất ướt, rồi lần thấy đến buồn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ắt gần. Bồ Tát cũng lại như thế. Nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó cách đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa. Nếu được nghe, hiểu, suy gẫm tu tập kinh này, thời chắc biết đặng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Phật dùng thêm cái ví dụ nữa. Cái ví dụ này gọi là tạc tỉnh, là đào giếng. Bởi vì nếu mà ở trên gò cao chúng ta đào giếng, thì đào giếng tức là vì đất cao cho nên xa nước. Mà mình đào một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày, cho tới bao giờ mình thấy cái đất nó có vẻ hơi ướt, thì lúc đó mình rằng sẽ gần tới nước, phải không? Còn nếu đất còn khô rang hoài thì biết rằng còn xa nước. Thì đó là cái ví dụ. Nghĩa là khi mà người ta đào được đất ướt rồi thì lần lần họ sẽ đến bồn, rồi sẽ thấy được nước. Cũng vậy, người mà được nghe kinh Pháp Hoa này, tu tập hiểu biết rõ ràng, thì giống như là người đào giếng đã được tới đất ướt vậy, biết rằng sau này không bao lâu họ sẽ được thành Phật. Thì như vậy là cái ví dụ để thấy rằng ai đã nhận ra được cái tri kiến Phật rồi thì sớm chạy gì họ cũng đành thành Phật chứ không nghi. Còn nếu chưa nhận ra cái đó mà ham tu thì tuy tu chứ mà chưa có cái lòng tin thành Phật được. Vì sao? Vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát đều thuộc kinh này. Kinh này mở môn phương tiện, bài tướng chân thật. Tạng kinh Pháp Hoa này xa kín nhiệm màu, nhiệm sâu, không có người đến được. Nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ Tát mà chỉ bày cho. Bởi vì kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh sâu kín, sâu kín, xa kín, nhiệm sâu, màu nhiệm sâu xa, và nó là cái kín đáo, khó hiểu, khó biết. Mà bây giờ đây Phật chỉ cho mình nghe, mình hiểu, mình biết, thì đó là mình đã là có cái duyên tốt, đã là hạnh cái tu cái khởi cái hạnh Bồ Tát rồi. Thì thực ra cái nói rằng xa kín nhiệm màu, nói xa mà không phải xa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tri kiến Phật đâu có rời mình bao giờ. Nhưng mà vì không thấy, không hiểu, không nhận, thành ra có nghĩa xa kín nhiệm màu. Dược Vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hạng tăng thượng mạng. Ở đây sao có cái lạ là Bồ Tát mà nghe kinh này sanh nó nghi ngờ sợ sệt ấy, thì đó gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Còn thanh văn mà nghe kinh này sợ sệt thì nói là tăng thượng mạng. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát nghe kinh này nói thành Phật lâu xa, cho nên họ nghi, họ sợ. Như vậy thì biết rằng họ là người mới phát tâm, cho nên họ còn sợ. Họ ngán thời gian dài, họ sợ cái công phu tu phải lâu, phải nhiều. Còn hàng thanh văn nghe đâm ra sợ sệt là vì họ đã chứng A-la-hán, họ đã được Niết Bàn. Và bây giờ nghe sợ sệt thì tất nhiên họ không có muốn tiếp thêm. Như vậy thì họ tự cho cái Niết Bàn nó đã đủ. Vì vậy mà thuộc cái loại tăng thượng mạng.
Đây Đức Phật mới đưa ra điều kiện làm pháp sư này. Dược vương nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, sau khi Đức Như Lai diệt độ muốn vị hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa này, thời phải nói cách thế nào? Người thiện nam thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà động nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không. An trụ trong đây sao rồi dùng tâm không biến trễ vì các Bồ Tát và bốn chúng động nói kinh Pháp Hoa này. Đó, tới đây thì Phật đưa ra điều kiện muốn nói kinh Pháp Hoa thì đủ điều kiện này mới gọi là pháp sư thuyết Việt đó. À, điều kiện thứ nhất á, trên cái dụ thì gọi đó là vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, phải được ba cái đó. Mà nhà Như Lai là gì? Là tâm từ bi rộng lớn. Y Như Lai là gì? Là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai là gì? Là nhất thiết pháp không. Thì quý vị thấy ba điều kiện này có đủ thì mới đúng là cái người nói kinh Pháp Hoa, phải không? Thì bây giờ kiểm lại cái chúng ta có đủ ba điều kiện đó không? Điều kiện thứ nhất là tâm từ bi rộng lớn. Bây giờ tâm từ bi mình rộng tới cỡ nào? Bằng cái tô, cái chén không? Hay là bằng cái hồ, cái ao? Hay là bằng cái sông, cái biển? Nếu mà được khép kỹ thì tâm từ bi chúng ta cao lắm là bằng cái hồ, hồ nước, cái ao nước vậy thôi, phải không? Thế chưa có như sông, như biển. Rồi nhu hòa nhẫn nhục, tức là phải có cái tâm nhu hòa nhẫn nhục, tức là chịu đựng mọi thứ khó khăn. À, rồi nhất thiết pháp công là cái trí tuệ bát nhã. À, rồi cái trí tuệ bát nhã đầy đủ thì như vậy mới đúng là nói kinh Pháp Hoa. Như vậy thì cái điều kiện của pháp sư là tâm từ bi rộng lớn, rồi có cái đức nhu hòa nhẫn nhục, được cái trí tuệ bát nhã viên mãn thì đó là người xứng đáng nói kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ bao nhiêu người được cái đó? Như vậy thì nếu được đủ ba cái đó gọi là pháp sư thứ thiệt. Còn nếu mà chưa đủ ba cái đó thì gọi là pháp sư gì? À, pháp sư dọn, không thiệt. Nhưng mà phải ráng nói từ dọn từ lành cứ tới thiệt chứ sao, phải không? Thì như vậy thì mình chưa đủ ba điều kiện đó, nhưng mà cũng tập từ từ thì thôi, bây giờ mình cứ đồ dọn thì phải đỡ đi, phải không? Lần cái rồi nghiền ngẫm tu hành rồi nung nấu nó mới thành cái đồ tốt, đồ thiệt, thì sau này sẽ thành tốt, thành thiệt. Nên đoạn trước thì quý vị nghe Phật nói dễ ạ, phải không? Nên nói gì người nói một câu bài kệ rồi cũng là bước đức vô lượng, cũng là sẽ thành Phật gì đủ thứ hết. Nhưng mà đến nay đây Phật ra điều kiện cho mình thấy mình nén được. Kiểu là mình thì mình chưa có được bao nhiêu hết trơn. À, bởi vậy cho nên đạo nó không phải chỉ là cái giảng đơn như người ta hiểu, mà nó là một cái thâm sâu. Đức Phật có khi nói dễ, có lúc nói khó. Dễ là để cho người ta thấy cái điều kiện tu không có gì ngăn trở, không có cái gì trước ngại. Nếu ai phát tâm tu đều là tốt, nhưng mà muốn thành tựu lợi ích chúng sanh thực tế, đủ điều kiện không có lui sụp đó, thì phải có đủ những cái điều kiện mà Phật nói ở đây, thì như vậy mới kết quả như ý. Còn nếu chưa có đủ thì khó mà kết quả được như ý lắm. Thì như vậy chính ở trong cái hình ảnh thứ nhất là tâm từ bi ở trong nhà Như Lai, rồi hình ảnh thứ hai là y như hòa nhẫn nhục, tức là cái chiếc y mình đắp cho ấm đó là cái y nhẫn nhục.
Rồi cái hình ảnh thứ ba là cái tòa ngồi, cái chỗ ngồi trên vĩnh, thì đó là cái trí tuệ bát nhã, thấy tất cả pháp là không. À, như vậy thì cái người đó mới đủ điều kiện để diễn giải kinh Pháp Hoa này vì các Bồ Tát và bốn chúng mình nói rộng. Dược vương bấy giờ ta ở nước khác, ta hàng quá nhân làm chúng nhóm nghe pháp của người đó, ta cũng sai quá tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di nghe người đó nói pháp. Các người biết quá đó nghe pháp xin nhận thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chỗ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời rồng quỷ thần càng tháp bà Atula vân vân nghe người đó nói pháp. Ta giàu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó được thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho nó được đầy đủ. À, như vậy thì Đức Phật kết thúc rằng, nghĩa là người nào mà đủ ba điều kiện đó để nói pháp đó, thì người đó giàu ở chỗ vắng vẻ không người, Phật cũng sai những cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni do ngài hóa ra để đến ta nghe, hoặc là chư thiên, hoặc là lâm hương vân vân, kể cả quỷ thần, tức là càng thấp bà tu la rồi nữa, tới đó nghe. Và những người đó luôn luôn được Phật hộ niệm nhớ. Và Phật nói rằng người đó, người nói pháp đó là được thấy Phật. Tại sao được thấy Phật? Vì mình đã đủ cái trí tuệ tinh chắc không ngờ nữa. Mà tin chắc mình có tri kiến Phật không ngờ, đó là hằng thấy Phật cái gì mà ở trong nhà thiền gọi là kiến tánh đó. À, như vậy cho nên luôn luôn được Phật hộ trì, quên thì Phật nhắc chứ không cho quên. À, thì như vậy đọc cái phẩm này chúng ta thấy Đức Phật ngài tán thán có ba phần. Phần thứ nhất là tán thán kinh Pháp Hoa là hy hữu, là ít có. À, bởi vậy cho nên nó rất là quý nhất ở trên đời, quý nhất đối các kinh. Vì sao? Vì đó là chỉ thẳng cho mình cái tri kiến Phật, cho nên nó là cái quý. Cái điểm thứ hai là Đức Phật tán thán cái người thọ trì đọc tụng viên giáp kinh này, bởi vì kinh đã quý, cho nên cái người thọ trì đọc tụng nó cũng là quý. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là Đức Phật tán thán về cái người đem kinh này ra giảng nói cho mọi người nghe. Nếu người giảng nói cho mọi người nghe thì người đó là cái người truyền bá chánh pháp, truyền bá cái tri kiến Phật, cho nên người đó rất là quý. Mình đem tri kiến Phật mà truyền bá, tức là mình đã tin được tri kiến Phật rồi, mình mới nói cho người nghe, cho nên người đó thường thấy Phật. Rồi điểm thứ tư là Phật nói cái điều kiện xứng đáng để thành một pháp sư nói kinh Pháp Hoa là phải đủ ba điều kiện: tâm từ bi lớn, lòng nhu hòa nhẫn nhục, và thường ngồi ở trên cái trí tuệ bát nhã, sống bằng trí tuệ bát nhã. Thì như vậy thì mới đủ tư cách nói kinh Pháp Hoa này. Đó là cái ý nghĩa của phẩm này rất là hệ trọng, chúng ta nhớ để mà cố gắng tu sao mà ta xứng với cái chỗ Phật khuyên, Phật nhắc, Phật khuyến khích chúng ta đó. Thôi tới đây nghỉ.